Đến với những thông tin về tình hình dịch bệnh COVID-19 trên toàn thế giới, thưa quý vị, theo thống kê của trang thời gian thực worldometers.info, thì trong vòng 24 giờ qua, thế giới ghi nhận trên 394.000 ca nhiễm và 7.083 ca tử vong. Số ca nhiễm đã tăng mạnh so với mức khoảng 5.000 ca trong những ngày gần đây. Và trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, thì các nước như là Trung Quốc, Pháp hay là Bỉ đã buộc phải áp dụng nhiều biện pháp mạnh để có thể kiểm soát dịch bệnh. Trong khi đó, chính phủ của Italy đã lên kế hoạch để tiêm mũi vaccine tăng cường. Và đây sẽ là những thông tin mở đầu cho cụm tin vắn về tình hình dịch bệnh COVID-19 trên toàn thế giới trong 24 giờ qua. Trung Quốc ngày 26 tháng 10 thông báo phong tỏa thành phố Lan Châu, thủ phủ tỉnh Cam Túc, trong nỗ lực ngăn bùng phát dịch trong cộng đồng. Theo đó, người dân được yêu cầu chỉ ra khỏi nhà trong trường hợp thực sự cần thiết. Việc ra vào thành phố của người dân sẽ được kiểm soát nghiêm ngặt, ngoại trừ các trường hợp khám chữa bệnh và cung cấp hàng hóa thiết yếu. Sáng 27 tháng 10, Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc thông báo nước này ghi nhận thêm 50 ca mắc mới trong cộng đồng. Theo Cơ quan Y tế Công của Pháp, số ca mắc COVID-19 tiếp tục chiều hướng tăng với hơn 6.600 trường hợp ghi nhận được trong ngày 26 tháng 10. So với tuần trước, tỷ lệ mắc COVID-19 đã tăng 9% tại Pháp. Độ tuổi có tỷ lệ mắc COVID cao nhất là những người trên 60 tuổi với mức tăng khoảng hơn 30%. Dù vẫn loại trừ nguy cơ về làn sóng thứ 5, nhưng chính phủ Pháp tiếp tục đưa ra những cảnh báo, đồng thời duy trì triển khai các biện pháp phòng ngừa COVID-19. Kể từ ngày 29 tháng 10, Bỉ sẽ bắt buộc đeo khẩu trang tại các không gian công cộng khép kín trên toàn quốc. Thủ tướng Bỉ Alexander De Croo nhấn mạnh đó là một cách hữu ích và hiệu quả để chống lại sự lây lan của virus SARS-CoV-2. Biện pháp này cũng áp dụng cho nhân viên trong lĩnh vực nhà hàng, khách sạn và phòng tập. Thứ trưởng Bộ Y tế Italy Pier Paolo Sileri tuyên bố nước này có thể cho phép toàn dân được tiêm mũi vaccine tăng cường phòng COVID-19 từ tháng 1 năm 2022. Theo số liệu thống kê mới nhất cho đến nay, tại Italy, 86% số người đủ điều kiện tiêm chủng trên 12 tuổi đã được tiêm ít nhất một mũi vaccine và 82% đã được tiêm đủ liều, cao hơn mức trung bình của Liên minh châu Âu.